Có gì hot sắp ra mắt trong tháng 12? Một siêu phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại mũi Cây Gà, tỉnh Bình Thuận sắp được trình làng. Bình Thuận, với bãi biển dài hơn 192 km, mang nét đẹp hoang sơ, quyến rũ, khí hậu quanh năm ấm áp cùng các di tích, danh thắng độc đáo, đậm nét văn hóa. Bình Thuận là địa danh đầu tiên trên cả nước sở hữu danh xưng thủ phủ resort với hàng trăm siêu tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm vóc quốc tế, là điểm đến của các giải thể thao quốc tế hàng năm. Những năm gần đây, Bình Thuận đang dần trở thành trung tâm du lịch hàng đầu quốc gia khi Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận 2019 đã phê duyệt đầu tư 11 dự án tổng vốn 23.000 tỷ đồng và ghi nhớ thêm 14 dự án tổng vốn 20,3 tỷ đô la Mỹ. Với sự ra đời hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tương lai như cảng quốc tế Vĩnh Tân, sân bay quốc tế Phan Thiết, tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua Bình Thuận, cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây. Ngoài ra, dự án nâng cấp đường DT719B và DT719 đang gấp rút hoàn thành. Hứa hẹn lượng khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ tăng trưởng đột biến, góp phần thực hiện hóa tầm nhìn tỉnh Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia năm 2030. Cách trung tâm du lịch Phan Thiết, Mũi Né hơn 20 km, Cây Gà, ốc đảo Thiên Đường với vị trí tọa lạc ngay cửa ngõ du lịch Bình Thuận. Cây Gà không chỉ được biết đến như một thủ phủ resort đang trỗi dậy với hàng trăm dự án tổ hợp mang tầm quốc tế, mà còn là ốc đảo thiên nhiên với cảnh sắc tuyệt mỹ làm say đắm du khách. Tại Cây Gà, biển trời còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc, một vùng đất tinh khiết, đẹp như tranh vẽ. Đến với Cây Gà, du khách sẽ lạc vào thế giới của những trải nghiệm liên hòa, say mê, quên lỗi về. Ngọn hải đăng Cây Gà là biểu tượng lịch sử của vùng đất này với hơn 100 năm tuổi, độ cao hơn 65 mét. Du khách vượt qua 184 bậc thang sẽ được trải nghiệm khung cảnh hùng vĩ với biển trời bao la, ánh bình minh tuyệt mỹ, khó nơi nào sánh cùng. Và trong tháng 12 này, một dự án đẳng cấp quốc tế sẽ được ra mắt, lấy cảm hứng từ biểu tượng lịch sử vùng đất Cây Gà. Dự án như một biểu tượng kiến trúc trường tồn giữa thiên nhiên hùng vĩ. Vị trí vàng tọa lạc tại mặt tiền tuyến đường ven biển quốc gia DT719. Dự án sở hữu vị thế, tọa sơn, hướng hải, mang lại vượng khí dồi dào, may mắn, thịnh vượng. Đặc biệt, dự án nằm trong trung tâm vùng du lịch với hàng loạt quần thể nghỉ dưỡng cao cấp, chính là điểm nối liên hòa các danh thắng nổi tiếng như ngọn hải đăng, núi Tà Cú, chùa Linh Sơn, Trường Thọ, dinh Thầy Thím, v.v. Vị thế phong thủy tuyệt vời cùng tầm nhìn độc đáo sẽ mang đến cho du khách không gian trong lành, tràn đầy năng lượng. Không chỉ gây ấn tượng với khung cảnh hùng vĩ tuyệt mỹ, dự án là nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao, căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn quốc tế, sẽ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp, sang trọng cho du khách. Điều đặc biệt, đây là một trong những dự án hiếm hoi đã có pháp lý đầy đủ. Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt. Với tính pháp lý vững chắc, sẽ là nền tảng giúp cho khách hàng đặt trọn niềm tin hơn về dự án. Những thông tin chi tiết về dự án sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản F-House, đơn vị phát hiện dự án bật mí trong những ngày đầu tháng 12.